Chào mừng các bạn đến với kênh Thanh Nga Official. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký ở bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để hướng dẫn cho các bạn những cái kiến thức về sinh lý cũng như là những cái kỹ năng về phòng the. Bên cạnh việc tải lên những cái video như thế này thì bên mình cũng có làm thêm 2 buổi livestream mỗi tuần. Thì 2 buổi livestream của chúng ta sẽ diễn ra định kỳ vào thứ 2 và thứ 5 mỗi tuần lúc 13:45. Mình rất là hy vọng là các bạn sẽ tham gia trực tiếp vào 2 buổi livestream này và biết đâu các bạn sẽ có cơ hội nhận được những cái phần quà rất là hấp dẫn, đúng không nào? Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cái loại rau giúp cho cậu nhỏ có thể vừa cứng vừa lâu. Chủ đề rất là hấp dẫn, phải không nào? Các anh chị và các bạn thân mến, theo thống kê thì cho thấy là gì? Tại Việt Nam có khoảng 15,7% nam giới bị yếu sinh lý. Và trong đó thì có khoảng gần 30% gặp rắc rối những cái chứng mà chúng ta thường hay nói chuyện với nhau, đó là xuất tinh sớm. Và trên 30% thì bị rối loạn cương dương. Và độ tuổi nam giới càng cao thì các cái vấn đề về sinh lý lại càng gia tăng. Nó tỷ lệ thuận với nhau đó các bạn. Yếu sinh lý về cơ bản là thuật ngữ chung chỉ tất cả các biểu hiện suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới. Trong đó chủ yếu là các tình trạng như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, chậm xuất tinh, và mức độ biểu hiện của yếu sinh lý nó phân biệt từ nhẹ tới nặng. Và những cái cách điều trị nó cũng sẽ thay đổi tương ứng luôn đó các bạn. Nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị suy giảm sinh lý ở nam giới thì thực sự nói với mọi người luôn á là nó có rất là nhiều lý do. Thì trong đó phải kể đến một số những cái lý do như sau. Đầu tiên đó là cái sự thoái hóa tự nhiên ở tuổi tác rồi. Thường thì các bạn sau 40 tuổi nó dẫn đến cái hóc môn sinh dục nam nó giảm dần. Và thứ hai là nó do ảnh hưởng của các cái bệnh lý như là béo phì nè, tim mạch nè, bệnh thận nè, bệnh liệt dương, bệnh liệt nửa người chẳng hạn. Hoặc là do di chứng của phẫu thuật dẫn đến những cái sợi dây thần kinh ở cậu nhỏ nó không hoạt động được như bình thường. Hoặc là do bẩm sinh nam giới bị dị tật ở cái cấu trúc của vùng xương chậu, hoặc cũng có thể là do cái thói quen sinh hoạt của các bạn nó không được lành mạnh. Không được lành mạnh ở đây nó là lười vận động nè, nghiện thuốc lá, rượu bia, lạm dụng cái chuyện quay tay. Và những cái vấn đề này thì mình thấy là rất nhiều anh em gặp phải trong cái quá trình mà mình tư vấn phòng the và cái kiến thức sinh lý. Và tình trạng này nếu như các bạn không điều trị thì nó sẽ ảnh hưởng rất là không tốt đến cái sức khỏe và cái đời sống vợ chồng của chúng ta. Và để có thể cải thiện tình trạng này thì các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm mã phục đan và cái tinh hầu cường lực này của bên mình. Đây là bộ đôi mà bên mình đã nghiên cứu rất là nhiều năm và cho ra mắt thị trường nhằm giải quyết một cách triệt để cái tình trạng rối loạn cương dương và xuất tinh sớm của những người đàn ông từ sau 50 tuổi. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái video ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn lần lượt một số những cái loại rau mà nó tốt cho sinh lý nam, đặc biệt là nó sẽ cải thiện cho các bạn rất là hiệu quả trong cái vấn đề về xuất tinh sớm và rối loạn cương dương. Đầu tiên chúng ta sẽ kể đến đó là hành tây. Thì trong một số những cái nghiên cứu người ta chỉ ra, hành tây thực sự là một cái loại thực phẩm mà giúp cho các bạn tăng cường cái sinh lý nam hiệu quả. Cụ thể là trong hành tây nó sẽ giúp cho các bạn tăng sản sinh ra nội tiết tố nam. Đây là cái hóc môn quyết định đến ham muốn, chức năng sinh lý và sức khỏe ở những người đàn ông. Thứ hai đó chính là cái cần tây của mình. Cần tây cũng được xem là một cái loại thực phẩm tăng cường sinh lý nam mà phái mạnh nên bổ sung trong cái bữa ăn hàng ngày của mình. Cần tây thì các bạn biết không, nó sẽ có chứa nhiều vitamin C. Nó giúp cho các bạn chống oxy hóa, giúp cho các bạn kháng viêm và cải thiện cái sức khỏe của nam giới. Cái hàm lượng mà chống oxy hóa nó càng cao trong cần tây, nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện về số lượng và cái khả năng vận động của tinh trùng, nhờ đó mà cải thiện các chức năng sinh sản của phái mạnh. Bên cạnh đó thì nếu như mà các bạn tiêu thụ cần tây một cái thời gian thì nó sẽ có tác dụng làm giảm huyết áp, hỗ trợ điều trị về rối loạn cương dương, cải thiện cái chức năng sinh lý của nam giới.
Thứ ba đó chính là salad. Salad đa một cái loại rau có nguồn gốc từ địa Trung Hải. Nó được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các nước phương Tây. Thì rau salad nó có nhiều chiều cao trung bình từ 30 đến 100 cm. Thì những cái màu xanh nó hình giống như hình hình lông chim vậy các bạn. Thì chiết xuất lá trong đây nó được chứng minh là nó có tác dụng là gia tăng cái nồng độ nội tiết tố nam testosterone và hoạt động của tinh trùng. Và điều này sẽ giúp cho các bạn cải thiện đáng kể về cái ham muốn và cái khả năng sinh lý của phái mạnh. Những cái nguyên nhân nó xuất phát từ cái việc là các bạn bị suy giảm nội tiết tố, thì những cái thành phần trong cái lá rau này nó sẽ có khả năng kích thích ham muốn, tăng cường sức khỏe và sinh sản ở những người đàn ông. Thứ tiếp theo, thứ tư mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó chính là rau bia. Rau bina hay còn gọi là rau chân vịt đó mọi người. Tí đó nó có chứa một cái chất là axit folic và vitamin B9. Thì hai cái chất này nó có tác dụng là gì? Tăng cường cái lưu lượng máu đến các cái cơ quan trong cơ thể. Thì cái axit folic nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc chúng ta cải thiện cái sinh lý ở những người đàn ông. Các bạn biết không, cái nồng độ folate trong máu nó liên quan đến tình trạng rối loạn cương dương. Và rau bia, vina là một trong những cái thực phẩm giàu cái axit này nhất. Trong một ly rau bina khoảng 240 g thì nó có thể đáp ứng đến 66% cái nhu cầu axit folic hàng ngày. Ngoài ra loại rau này còn chứa một cái lượng đáng kể magie giúp cho chúng ta tăng cường lưu lượng máu và tăng sản sinh hormone ở những người đàn ông ha. Thực phẩm thứ năm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là măng tây. Chúng ta nhắc đến những cái thực phẩm tăng cường sinh lý, đa số mọi người nghĩ rằng chúng ta phải ăn nhiều thịt đỏ, ăn nhiều hải sản. Tuy nhiên nhiều loại rau vẫn hỗ trợ khôi phục lại được cái bản lĩnh phái mạnh. Trong đó phải kể đến cái rau măng tây. Nó có tác dụng là gì? Tăng cường ham muốn ở cả nam và nữ luôn. Măng tây thì nó sẽ có chứa rất là nhiều kali, vitamin B6 và có tác dụng là gì? Tăng cường cái nội tiết tố nam trong cơ thể, gia tăng cái khoái cảm và giúp cho cái đời sống vợ chồng của các bạn thêm thăng hoa. Ngoài ra ăn nhiều rau măng tây nó còn giúp cho các bạn tăng cái hàm lượng histamine trong cơ thể. Đây là cái chất đóng vai trò quan trọng trong cái việc mà duy trì ham muốn ở phái mạnh ha. Và để các bạn cải thiện tốt cái chức năng sinh lý, các anh em nam giới từ 18 đến 50 tuổi thường xuyên sử dụng những cái thực phẩm giàu cái lavon để cải thiện tình trạng yếu sinh lý, rối loạn cương dương. Lavon là một cái dẫn xuất của lavonoid có trong trà xanh và các loại rau củ quả. Thì cái hàm lượng lavon trong mỗi loại thực phẩm nó cũng khác biệt. Ngoài ra thì một số thực phẩm giàu kẽm, omega 3, L-arginine chứa nhiều trong các cái loại thịt, cá, hải sản cũng được các nhà khoa học chứng minh là nó có khả năng cải thiện các cái tình trạng về rối loạn cương dương cho phái mạnh. Trên thực tế thì các bạn thấy không, về vấn đề dinh dưỡng, thực phẩm sinh lý thì chúng ta có rất là nhiều những cái tranh cãi, thậm chí là nhiều những cái loại thực phẩm mà nó rất chúng ta chưa có cái bằng chứng khoa học xác thực nào. Hơn nữa thì tác hại của sinh lý thì không chỉ xuất hiện khi mà các bạn ăn quá nhiều, hấp thu với một cái tần suất lớn, kể cả những cái món ăn tốt, nhiều dinh dưỡng mà các bạn nạp vào cơ thể mà nó nhiều quá thì nó cũng gây thừa thải nè, nó cũng gây phản tác dụng. Chính vì vậy mà dù thực phẩm đó có lợi hay là có hại thì các bạn cũng chỉ cần ăn với một cái lượng nó vừa phải thôi nha. Để mở rộng cho các bạn hiểu hơn về sinh lý nam cũng như là chế độ dinh dưỡng, mình cũng sẽ cung cấp thêm một số những cái món cần tránh để mình tránh mình có thể ăn những cái món này mình sẽ bị yếu sinh lý nam. Cho nên là có những cái món mà mình thấy là gì, nó rất là thân thuộc, nó rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày nhưng mà mình ăn mình sẽ bị yếu. Do đó thì mình sẽ phải đề cập đến những cái này. Đầu tiên đó là rau răm, rau bạc hà. Rau răm, rau bạc hà là những cái gia vị rất là quen thuộc ở trên mâm cơm của người Việt Nam đúng không mọi người? Cả hai nó đều có mùi thơm, nó thuộc họ thân thảo và dùng trong những cái món ăn rất là nổi tiếng.
Tuy nhiên thì rau răm nó có tính nóng, nó sẽ giúp cho các bạn sáng mắt, nó sẽ ấm bụng. Nếu như các bạn ăn nóng rét vào những cái ngày mà nóng rét lâu ngày, nó sẽ tổn thương xương tủy, giảm tinh khí, giảm tráng khí, và nó có thể gây ra tình trạng là gì? Rối loạn cương dương nếu như các bạn ăn quá nhiều. Bạc hà thì lại chứa những cái hàm lượng tinh chất dầu nó rất là lớn. Chính tinh chất dầu này nó sẽ làm giảm cái hóc môn nam, làm giảm cái ham muốn ở những người đàn ông. Thực phẩm tiếp theo mà các bạn cần tránh đó chính là dưa chuột. Bản thân dưa chuột không phải là một cái loại thức ăn làm giảm sinh lý ham muốn ở những người đàn ông. Thậm chí là có nhiều nghiên cứu người ta chỉ ra rằng dưa chuột hay là dưa leo á, nó rất là tốt cho sức khỏe sinh lý nam, bởi vì nó sẽ kích thích, nó sẽ tăng cường cái lưu lượng máu tới cậu nhỏ. Và những cái người bị rối loạn cương dương ở thể nhẹ có thể cải thiện bằng cách là chúng ta ăn dưa chuột mỗi ngày. Tuy nhiên thì hơn 97% ở trong dưa chuột nó là nước, và hàm lượng nước cao nạp vào cơ thể sẽ khiến cho thận các bạn phải tăng thời gian, tăng cái công suất làm việc, và cái thời gian kéo dài nó sẽ khiến cho các bạn, cái chức năng thận của các bạn suy giảm, từ đó ảnh hưởng đến sinh lý nam. Do đó thì các món ăn làm yếu sinh lý nam này chúng ta chỉ ăn dưới 2 trái trên một ngày thôi các bạn nha. Tiếp theo đó là những cái măng mà họ tre. Măng họ tre gồm như là măng tre nè, rồi măng nứa nè, măng bát độ nè, nó có thể gây yếu sinh lý nam. Và trong măng nó có chứa nhiều protein, các vitamin, các nguyên tố vi lượng, các khoáng chất và các amino acid, nó thúc đẩy cái nhu động ruột của các bạn. Tuy nhiên là trong măng nó chứa một cái lượng lớn cái acid lactic, và nó đây là những cái chất rất là khó tiêu, đặc biệt là chúng thực kết hợp với những cái khoáng chất kẽm, sắt và canxi. Thì cái sự kết hợp của acid acidic với canxi nó có thể tạo ra cái sỏi thận đó các bạn. Và những người ăn nhiều măng tây hay mắc các bệnh về gan, thận, chúng ta có nguy cơ suy giảm các cái chức năng thận kèm theo luôn ha. Thận thì các bạn biết rồi, nó sẽ chịu trách nhiệm là sinh tinh, đảm bảo sinh lý của nam giới, những chức năng sinh lý này nó được thực hiện một cách trơn tru. Thực phẩm thứ tư mà các quý ông cũng không nên dùng tới đó chính là nấm. Thì các bạn biết không, trong đông y thì nấm sẽ có vị ngọt, tính hàn, cho nên nếu sử dụng nhiều có thể là gây khó tiêu nè, lạnh bụng nè, đặc biệt đối với những cái người mà tùy vị, chúng ta bị hương nhược, đang bị đầy bụng, khó tiêu, đi phân nát, đi phân lỏng thì càng tránh ăn nấm. Nam giới chúng ta ăn nhiều nấm có thể khiến cho hàn khí nhập vào, làm giảm ham muốn, tăng nguy cơ bị rối loạn cương dương. Đồ ăn cay và đồ ăn nóng thì mình cũng nên tránh xa nha. Và sau đây thì mình sẽ nói về đồ ăn chứa nhiều muối và đường. Các cái món ăn làm yếu sinh lý nó có bao gồm những cái món ăn chứa quá nhiều muối và đường. Thức ăn mà chứa nhiều muối có thể gây cho các bạn hại thận nè. Cơ quan quyết định sinh lý theo nhiều cách khác nhau đúng không nào? Thận nó phải loại bỏ muối dư thừa bằng cách gia tăng cái thể tích giữ nước, và lâu ngày cái mạch máu ở thận nó yếu đi, gây ra cái chứng suy thận. Đồng thời muối có tác dụng vào cái quá trình thu natri, làm chuyển hóa xương. Cái tiến trình này nó làm cho canxi tích tụ trong thận và nó gây ra cái chứng sỏi thận của mình đó bạn. Và tương tự như muối, đường nếu các bạn dùng nhiều nó cũng có tác dụng xấu, gây suy giảm các chức năng não bộ, đẩy nhanh cái quá trình lão hóa, tăng cân, tiểu đường, rồi nó có thể hại răng của các bạn nữa. Và cuối cùng là các bạn nên tránh rượu bia. Rượu bia và những cái loại đồ uống có cồn, cánh mày râu của mình khó có thể cưỡng lại được đúng không nào? Và nếu xét về cái mặt lợi ích thì rượu bia có tác dụng như là một cái chất mà nó kích thích, nó rất là phấn khích khi mà các bạn yêu. Hiển nhiên là lợi ích này chỉ có được khi mà các bạn sử dụng nó với một cái liều lượng vừa phải thôi. Lượng cồn trong máu nó tăng lên, nó sẽ kích thích cái oxy lưu thông máu đến cậu nhỏ để tăng độ cứng, tăng thời gian cương cứng. Tuy nhiên nếu như mà các bạn lạm dụng thì nó lại khác. Rượu bia có thể gây ra suy thận nè, nó làm cho hệ thần kinh trung ương bị ức chế, các cái bộ phận não bộ, ham muốn nó cũng giảm dần.
Hơn nữa, khi các bạn uống nhiều rượu thì cơ thể cần cung cấp một cái lượng máu nhất định để chúng ta có thể đẩy oxy, tăng cái cảm giác tới cậu nhỏ, và máu tới cậu nhỏ giảm dần, nó có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương, ức chế hệ thần kinh trung ương nó tăng lên và hóc môn nó cũng giảm theo cái thời gian mà các bạn uống rượu bia. Các bạn biết không, thời gian lâu dần sẽ khiến cho nam giới bị yếu sinh lý, bị giảm ham muốn, thậm chí là liệt dương. Và một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống rượu bia trong thời gian dài, nó sẽ khiến cho số lượng chất lượng tinh trùng giảm 30% so với những người ít uống hoặc là không uống. Và trong video ngày hôm nay, mình đã chỉ ra cho các bạn những cái loại thực phẩm nào mà chúng ta nên dùng để cải thiện rối loạn cương dương. Đồng thời mình cũng chỉ ra luôn những cái loại thực phẩm mà các bạn không được dùng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe video của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.